chiến pháp, vũ khí. Thương là class thiên về cận chiến, bạo phát, phản sát thương, trang bị các skill sở trường, long thương đột kích, tạo thành một vòng xoáy rồng, bất khả xâm phạm, long thần hộ, ra skill tầm xa, bạo vũ liên hoa, thần binh thiên, lấy vũ khí làm điểm tựa, bứt tốc tiêu diệt đối thủ khi vào trận chiến. Chiến pháp như một người tiên phong dũng mạnh, pháp lao nhanh và áp sát, tiêu diệt đối thủ chỉ trong tích tắc, nhập vai chiến binh, xung trận tốc chiến. Tải game ngay tại App Store và Google Play với từ khóa Chiến thần kỷ nguyên VDC.